quanh tôi những người muốn đôi đời bỏ rơi hạnh phúc muốn nhỏ nhoi giãn đời miệt mài trong khát vọng thiết hơn chẳng còn nhận ra yêu thương thật quý giá chuyện những người nghèo quanh tôi lại giàu trong tiếng cười lắng nghe cuộc sống trân trọng từng phút giây từng ngày với tiếng cười dẫn lối đi bình thản ngắm anh mặt trời lên vì cuộc đời đơn giản lắm khi ta mang những yêu thương cho đi sẽ luôn nhận được yêu thương thật tâm không lừa dối chạy đâu xoay vòng mất mát và cũng chẳng thể quay lại một cuộc sống hơn thua buồn hay vui vì cuộc đời đơn giản lắm sống thật nhẹ nhàng thứ tha lỗi lầm cho nhau để ngày mai sẽ đến ngập trong tiếng cười chớp mắt thấy cuộc sống bỗng qua rồi làm ta sẽ thành thời cũng chẳng sao mình đã sống rồi chớ con diều đang bay cao lắm hả? Tại vì gió lớn nên đã làm con diều đứt dây. Bình thản ngắm anh mặt trời lên vì cuộc đời đơn giản lắm khi ta mang những yêu thương cho đi sẽ luôn nhận được yêu thương thật tâm không lừa dối chạy đâu xoay vòng mất mát và cũng chẳng thể quay lại một cuộc sống hơn thua buồn hay vui vì cuộc đời đơn giản lắm trong tiếng cười chớp mắt thấy cuộc sống bỗng qua rồi làm ta sẽ thành thời cũng chẳng sao mình đã sống giờ chất thành chuyện những người sao quanh tôi những người muốn đôi đời bỏ rơi hạnh phúc vốn nhỏ miệt mài trong khát vọng thiết hơn chẳng còn nhận ra yêu thương. Mẹ ơi, có bún chưa vậy? Dạ có bún rồi, Nguyễn Anh vô ăn nè. Cho tụi anh hai tô đi. Dạ em gái cho anh tô bún cá. Dạ sáng sớm mới ăn đi mừng sớm hả? Ra đi ăn sớm về ta làm mẹ đây, tụi anh còn phải đi mừng nữa. Em biết rồi, mới sáng sớm đông khách em không có kịp bưng. Chờ bao lâu cũng được nhưng mà em phải phục vụ văn nghệ cho tụi anh nha. Trời ơi, em phục vụ văn nghệ lấy ai bưng cho mấy anh ăn? Em phục vụ đi, anh sẽ bưng cho tụi em. Anh phục vụ cho em luôn. Thì em phục vụ văn nghệ nha. Rồi bưng bê nghe, bưng hết luôn nha. Ok luôn. Vậy à, anh bưng rồi, bây giờ em phục vụ văn nghệ cho mấy anh nha. À đây sẵn có cái đàn, anh sẽ tình nguyện phục vụ cho anh luôn. Trời, có đàn luôn hả? Để coi em hát bài gì ta. À, bài Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi này chiều quen có giọng quanh năm mưa nắng giang nan bên buồn đông
chỉ miệng tay. Nét da ngâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn ngỡ ngất ngây méo cần. Mừng mẹ nhé. Bài thôi, ngày mai mấy anh quay lại ăn, em hát nửa bài còn lại. Mai em phải hát cho anh hai bài chứ. Thì mai quay lại ăn đi, em hát tiếp nha. Rồi nhớ nha, mai hai bài đó nha. Dạ, tụi anh nhớ quay lại ăn là được rồi. Cần gì nữa không em lấy ra. Chanh ha. Nè nè. Chanh ớt luôn nha. Chú ăn bún hả chú? Dạ ngại quá. Cô ơi, cô cho con hỏi thăm, cô có biết sạp bún cá của hai chị em Thúy Dân Thúy Kiều đâu không cô? Không, ở đây không có sạp bún cá Thúy Dân Thúy Kiều gì hết á. Dạ vậy thôi, cảm ơn cô. À mà này chú ơi. Dạ. Chú ra chỗ mé sông dưới đó có cái sạp bún cá của chị em Yến Dân Yến Nhi á. Chú ra đó chú hỏi thử coi. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Ăn bún hả anh? Mời anh vô ăn bún cá. Chào hai chị. Dạ. Tôi đến đây không phải để ăn bún cá. Ừ, chứ anh tới đây làm gì? Tôi là phóng viên Huy Toàn của tờ báo Đất Mới, đến từ Sài Gòn. Tôi chuyên viết về mảng văn hóa. Tôi nghe đồn ở đây á là ngã năm chợ nổi, rất là hữu tình nên thơ. Và đặc biệt con người ở đây cũng rất là hòa đồng thân thiện. Và đặc biệt rạp cá ở đây rất ngon và rất nổi tiếng. Cho nên tôi muốn viết bài về khu vực ở đây. Dạ dạ dạ, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Dạ. Dạ anh ngồi, em lấy nước cho anh uống. Dạ anh uống đi. Cảm đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Đâu rồi khăn, không có khăn lau cho anh. Vậy là anh mới từ Sài Gòn xuống luôn hả? Ừ, phải rồi. À, đây. Đây là danh thiếp của tôi nè. Dạ, đến qua cho. Sẵn tiện xuống đây á, hai cô có thể cho phép tôi chụp vài tấm hình được không? Dạ chụp tụi em với quán bún cá hả? Dạ anh dạ ơi, dạ được. Anh có hỏi về quán bún cá thì tôi trả lời cho chứ tôi ngại gì lắm. Hai. Hả? Hai kìa. Người ta muốn tôi chụp hình mình sao từ chối? Hai không biết cái này là cơ hội ngàn năm có một hả? Còn không có trúng số độc đắc nữa đó. Cô Yến Dân đã đồng ý làm nữ chính cho bộ phim Mỹ Nhân A của chúng tôi rồi. À, bê cái gì? Đồng ý thế nào? Có hợp đồng đàng hoàng hẳn hoi. Anh nói cái gì kỳ vậy? Hợp đồng gì? Anh biết một bộ phim của tôi bao nhiêu tỷ không? Ôi trời ơi, nhiêu tỷ kệ ông chứ. Nè nè, tôi đã chi trong 20% á cho cô Yến Vân á về làm ca sĩ chính công ty tôi. Yên, không hợp đồng hợp điếc gì hết. Nghe nói bắt đầu kể từ ngày hôm nay, nhất là trong thời điểm này, siêu sao Yến Dân sẽ tập trung vào cuộc thi Hoa hậu lớn sắp tới. Còn mọi chuyện khác miễn bàn. Cái gì vậy ông? Trời ơi, cái gì vậy mấy bà? Cái gì vậy? Con chụp hình cho nè con. Mọi người em sao vậy? Anh ơi. Vì hai em ngại chứ em không có ngại đâu. Giờ anh chụp em nghe. Khoan. Để sửa áo lại cho nó đẹp đẽ. Rồi đẹp rồi đó. Rồi, chuẩn chưa? Tôi Linh nha. Đúng không anh? Tôi thấy dáng của cô rất là chuẩn. Dạ, cảm ơn anh. Rất là dễ thương. Có thể là người mẫu ảnh trong tương lai đó. Trời ơi, cảm ơn anh. Nhưng mà rất tiếc hôm nay là không có phải.
Tôi là tôi muốn chụp cái cảnh mà trong lúc đang sinh hoạt là đang đang múc nước bán hoặc là đang gấp bún gấp cá gì đó ha. Cảnh bán bún hả? Đúng rồi chứ không phải là dáng đứng như vậy. Dạ không sao đâu, người đẹp chụp chỗ nào cũng đẹp hết trơn. Vậy thì tốt quá. Hay ra ngoài. Hay ra ngoài cho em ngồi em chụp cái. Em có múc được không? Được đi ra. Làm kiểu thôi mà. Ra đi. Rồi. Dân. Ê, để tôi phụ cho. Thôi được rồi, anh tránh ra đi dơ đồ. Không sao đâu, tôi phụ được mà. Mấy chuyện này em làm được, cứ để cho em làm mà. Không cho tôi gánh gì, để tôi xách cái này. Ờ, thôi cũng được đó. Về cái chuyện em đi làm ca sĩ đâu. Nhưng mà anh Trung Duyên có hứa là anh sẽ viết thêm cái câu là Yến Dần hát rất là hay. Anh cười gì vậy? Em sắp được lên báo thiệt đó. Sáng như hôm nay á là có anh Phong Duyên tới viết được cửa hàng bún cá của chị em tụi em. Ủa vậy là hai chị em sắp lên báo luôn hả? Không, có mình em sắp lên à. Hai không có chịu chụp hình, không có chịu lên báo. Trên tường thế gian ai đẹp được giường Yến Dân. Im lặng không có trả lời được phải không? Đương nhiên rồi, làm gì coi đẹp bằng mình chứ. Người ta nói người đẹp vì lụa. Hôm nay mình mặc đồ mới cũng đẹp, nhưng mà thiệt ra không có cần lụa Yến Dân vẫn đẹp. Cái xong cái tự nhiên mình thấy mình cũng yêu mình hơn. Em ơi anh nhớ Nhai. Trời ơi, ở đâu mà có đồ mới mặc vậy? Đồ em mới mua ngoài chợ đó. Em mua nào thì chị không biết. Lúc em bưng bún cho bà Tám ngoài chợ đó, cái xong em nói với bà là chừng nào có mấy bộ đồ mới thì để dành cho em. Cái bộ này là bà giữ lại đó. Vậy hả? Rồi hết nhiêu tiền? Không có tốn tiền đâu. Bà tặng cho em luôn. Phải. Em nói bả là em mua xong bả cứ ăn bún bả trừ tiền dần. Giờ này trừ được khoảng một nửa rồi. Thôi vậy là bắt đầu từ ngày mai là tôi phải nấu bún trừ nợ cho cô đó hả cô? Thôi đừng có nhăn nữa, già hát bây giờ. Trời ơi. Em mình đẹp thì mình phải vui đi đã. Em ơi anh nhớ, em ơi anh vẫn nhớ. Đừng có nói em mất ấy chứ giờ này. Nhức đầu lắm rồi nha. Làm ơn đi ra ngoài kia lặt rau phụ tôi một cái. Nhanh lên, tới giờ cơm nước rồi nè. Hai cho em nghỉ chút xíu đi. Em đang mặc đồ đẹp mà. Nguyên sáng nay em bưng bê mỏi tay muốn chết luôn. Hai ngồi một chỗ có làm gì đâu. Em mà bưng bê cái gì? Chị thấy lúc nào em cũng có mấy chàng hoàng tử phụ em hết trơn á. Trời ơi, mấy cái thằng đó mà hoàng tử cái gì. Tóc nhái thì có đó. Hai. Hai lấy anh Hiển đi. Sao mà đổi đề tài nhanh quá vậy? Lấy anh Hiển đi, em lấy anh Hiển được đó. Thôi đừng vui đi. Thiệt mà, ảnh đẹp trai nè, ảnh cũng cao to nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là má của ảnh. Hai, má ảnh là chủ vườn lớn nhất cái vùng này. Đất đai đếm không xuể luôn á. Chị mà lấy ảnh ha, chừng nào mà chị Năm chị mất cái là nguyên cái gia sản là để lại cho ảnh. Là một nửa gia sản là của hai đó. Hai lấy đi, tới lúc đó em khỏi lo cho hai nữa. Con gái lớn rồi, ăn nói cho có duyên chút xíu. Nói chuyện không hay ho chút xíu nào hết trơn á. Đi ra ngoài kia lặt rau cho tôi nhanh lên. Nói chuyện với ai mất hứng thiệt á. Thôi kệ hai. Hai lo cho hoàng tử của mình đi. Giờ em cũng sẽ tưởng tượng mơ tới hoàng tử của em. Em mơ hoàng tử của em sẽ xuất hiện
ở trên con tàu Titanic, ở ngoài đại dương mênh mông chập trùng. Ở đó có những cánh buồm màu trắng dập dìu theo gió, giống y như là trong phim vậy đó. Chàng sẽ vượt qua mọi phong ba bão táp và đến đón em. Hay, em mới học được bài hát, hát cho hai nghe nha. Anh ơi em nhớ, anh ơi em dần nhớ, từng câu nói em mắt ấy nhưng giờ này ở nơi đâu. Và cái đôi sẽ sớm quay về thôi, và cái đôi sẽ sớm quay lời thôi. Đi ra ngoài đó lặt rau muống đi rồi người ta về nha, chứ đứng hát kiểu đó không ai về đâu. Nhớ em, anh nhớ em. Đi ra lặt rau muống nhanh lên. Thì giờ muốn đi lặt rau mới vô hôm nay đồ chứ. La hoài, mặt nhăn nhó giống như bà già vậy đó. Già cỗi không? Không biết chừng nào nó mới lớn được nữa trời. Đây. Hai đang đọc gì vậy? Hỏi đi, tao bơi đi. Nhớ đâu? Nhớ đâu? Đấy. Nhớ đâu? Đấy. Ông cô nói. Khùng hả? Thôi. Nè. Banh mắt ra coi, nè. Ủa? Cái này không phải tiếng Anh mà cũng không phải tiếng Pháp. Tất nhiên, đó là tiếng Ý mà. Định đi đâu mà xa dữ vậy hả anh hai? Cứ đọc tiếng của nước nào phải đi tới nước đó sao? Ừ. Để em nhớ coi, hình như là anh đã biết được 5 thứ tiếng rồi đúng không? Thêm một thứ tiếng, bổ ích mà. Anh có thấy là anh đang hao mòn tuổi trẻ của mình không? Vậy theo em á, làm như thế nào á mới là không hao mòn tuổi trẻ? Là suốt ngày á đi chơi, đi gặp bạn bè, uống nước, cà phê, cà pháo. Ừ, tối nay đi chơi với nhóm của em nha. Không liên quan. Ê! Thật ra á, là em có một người bạn từ hồi phổ thông. Nhà bạn ấy nghèo lắm, cho nên là tụi em á năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho bạn ấy hết. Bởi vì nếu như mà tụi em không tổ chức thì bạn ấy sẽ không bao giờ có sinh nhật. Ừ, lý do chính đáng. Vậy anh hai đi không? Suy nghĩ đã. Tại vì á, tụi em đang thiếu nhà tài trợ. Thì đồng ý. Đồng ý hả? Ừ, vậy anh hai chịu đi với tụi em đúng không? Cảm ơn anh hai nha, đi bơi với em nè. Không. Ê, bà. Nè, đi với bài trò gì? Đi hả? Nếu muốn nhà bài trò đi, đưa một mình, đổ cuối người ta. Nói đi. Còn cái bài rồi, ấy. Nè, bà đi ha. Lạc rau lẹ lẹ đi xong rồi cái đi vô coi cái. Dân. Sao vậy? Sao mặt mày bí xị vậy? Không có líu lo như mọi ngày vậy ha. Ai chọc em? Không có đứa nào chọc em hết trơn. Chứ làm sao nói hai nghe coi. Nghe môi có đoàn hát ở trên Sài Gòn về đó. Ừ. Có ngôi sao Thạch Kim Âm em thích vô cùng luôn. Mà mua vé không có được. Sao mua không được? Chắc hết vé chứ gì. Không phải. Mà không còn chỗ tốt nữa. Còn toàn đâu chỗ ngồi xa lơ xa lắc. Không có thấy cái gì hết trơn á. Em muốn là ngồi ngay chính giữa sân khấu, ngay gần sân khấu để nhìn mặt ca sĩ. Coi vậy mới sướng. Chứ ngồi tốt đằng sau đi coi làm gì. Tay đã rồi cái lại chét con quần tôi vậy đó hả? Thương hai quá à. Thôi đi, nói định, muốn gì? Nói hai nghe nè. Gì? Giờ hai chị em mình lên Sài Gòn sống đi. Chị? Xuống qua đi hoài chán lắm, đi lên đó cho thay đổi. Thôi, cuộc sống ở đây bình yên lắm rồi. Nhưng mà không lẽ cái đời mình cứ gắn với cái quán bún cá hoài? Ừ. Đi lên kia đi, kiếm gì đó thay đổi. Em muốn thay đổi làm sao? Em muốn hai chị em mình lên đó kiếm cái nghề gì khác làm. Hai chị em mình đẹp mà, dễ sống lắm. Ai nói đẹp?
Tôi thấy xấu quắc là không có đẹp chút xíu nào hết á. Ai không biết gì chứ. Mà với lại ở trên Sài Gòn thiếu gì người đẹp mà họ cũng có sống được đâu. Không phải, mình đẹp hơn, mình đẹp kiểu khác. Thôi đi. Hai vô ai nhìn vô cái lu cá đi. Mặt hai đẹp mà nhân hậu nữa. Thôi được cái em cũng đẹp nữa. Hai không biết là nguyên cái xóm này người ta gọi hai chị em mình là thí dân thí kiều hả? Mà không biết ai thí dân thí kiều rồi đó. Người ta nói cho cô vui đó cô. Người ta khen cô đẹp hồi nào. Thiệt mà. Mà với lại hai nói nè, em muốn thay đổi thì bây giờ em học cái nghề nào đó đi, hai sẽ nuôi em học. Học tới chừng nào mà ra nghề thì thôi. Mà lên Sài Gòn cái nghề em muốn làm không có cần phải học. Không có nghề nào mà không cần học hết á. Nghề em nghề ca sĩ không có cần học. Chỉ cần có người lăn xe thôi, lên sân khấu hát là nổi tiếng à. Cái đó không phải là nghề ca sĩ, mà là nghề ca hát. Nghề ca hát tức là em phải biết hát, em phải có chất giọng, em phải đi học nhạc lý, thậm chí là em học cả vũ đạo nữa kìa. Sao hai ở nhà đi bán bún cá không mà cái gì cũng biết vậy? Tôi bán bún cá xong rồi cái tôi đọc sách, tôi đọc báo nên tôi biết. Không có đi đâu hết, ở nhà. Đi qua làm rau cho tôi đi kìa. Trong cái xóm này chỉ cái thằng bảy sĩ mới cua được dân mà thôi. Dân mà thấy hai cặp vé này, dân sẽ mừng ríu rít bay tới ôm mình. Dân ơi! Dân ơi Dân! Dân ơi! Kiểu gì đó? Tối mai em đi coi hát với anh nha. Đi. Vé đâu? Để mai anh qua lấy xe đón em đi. Thôi khỏi đi. Tôi đi một mình được rồi. Chứ không mà qua hả, hai tôi biết, hai tôi chửi tôi đó. Xạo. Ai không biết trong xóm này chị hai có bà hiền. Thôi giờ đưa vé tôi đi. Đưa vé đây không, không. Đi vô đó. Đưa lẹ đi vô nè. Ê, cái làm gì vậy? Không anh dám sờ vô tay tôi luôn hả? Không có, anh chỉ nắm tay thôi. Xum xuê nè. Mau lớn nghe không? Mấy đứa mau lớn để chị kiếm tiền nghe không? Ơi. Coi nè. Em kể chị nghe, chuyện thằng bảy sĩ nó mua cái vé. Nó còn gù em. Đi coi ca nhạc cho nó đó. Hai cái vé này bảy sĩ mua cho em. Đúng rồi. Chị thấy không được đâu, em trả lại đi. Trời đất ơi, em không thích người ta, em đừng nhận gì của người ta hết. Có hai cái vé đi coi ca nhạc thôi mà. Chừng nào nó tặng em nhà lầu xe hơi, lúc đó mình mới từ chối ấy chứ. Nó không có tặng nhà lầu xe hơi cho em đâu, ở đó mà ham. Mà hai nói rồi, lỡ rồi thì thôi, đi thì đi về sớm, về trễ hai lo nghe không. Ngày mai em mới đi coi lận. Mà giờ này đã nhắc nhở rồi. Hai á nghe. Gì? Đừng có khó quá. Khó quá, cái mặt hai cứ nhăn nhó hoài là thành bà già hát đó. Tôi mà không khó thì tôi không biết tới sao. Khó thôi, trời ơi, nhăn hoài. Giả nha coi, thí kiều xinh đẹp của em. Không giả có được nha. Cái gì hết trơn á, được có cái nịnh là giỏi à. Đừng có nhăn. Thôi đi vô đây. Miếng gương lá rơi thu hà em ơi. Mai nó không đi làm ca sĩ đó.
ơi. 55. Khâm ơi. Ai vậy? Dạ con Yến Nhi. Yến hả? Dạ. Nãy giờ rồi sao nghe cái lương hay quá trời luôn, cho nên là con chưa đâu có nghe đâu. Hôm qua có chuyện gì không? Để con mang cháu gái qua cho Năm nè. Trời ơi, con nhỏ này nha, cái gì ngon đem qua cho Năm hết à. Xong để nhà cho hai chị em con ăn đi. Con có để dành nhà rồi, con mang qua rồi cho Năm ăn lấy thảo. Ồ, thôi được rồi, để đây em lát Năm ăn nha. Dạ, vậy con về ha. Ừ. Tiểu tơi trong hai chúng ta nào có ai ước mơ chi địa vị vương phi hay hoàng hậu. Trời ơi hay quá trời đất luôn, bây giờ mình phải ra về sau mình ăn cháo rồi mình nghe nữa chứ. Ủa, để tôi phụ cho, để tôi phụ cho. Thôi anh tránh ra đi, vô đồ anh hết. Trời ơi, hôm nay đâu có gì dạy mà dơ đồ gì. Để tôi cho. Trời ơi, nặng lắm nó, nghe nổi không? Trời ơi, nhầm vào. Ê! Thấy chưa, nói rồi mà. Nổi không? Dạ mà. Ba cái này tôi còn ấy nổi chứ. Nhầm vò gì một bịch. Thầy Hiển khỏe dạy phụ giùm em vở sách luôn nha. Dạ. Em mới giỡn thôi chứ nhẹ lắm. Dạ. Thôi đi vô chứ để nặng. Ở đây nè. Ai? Ủa, hôm nay cô không đi bán hả? Hôm nay đám giỗ tía nên em nghỉ bán bữa ở nhà cũng cơm cho tía. Ủa, hôm nay là đám giỗ chú Sáu hả? Dạ. Trời ơi, vậy mà tôi không nhớ gì hết trơn. Tôi xin lỗi nha. Trời ơi, xin lỗi cái gì chứ. Sẵn tiện á, em mời anh với lại dì Năm một chút nữa qua ăn cơm với chị em luôn ha. Nhưng mà má tôi đi Sài Gòn rồi. Mà chiều nay á, tôi nhất định sẽ qua để thắp nhang cho chú Sáu. Nhi hả? Để đó đi con. Để đó đi, để đó đi rồi. Về đi nha. Để đó nha. Nhi, Nhi đâu má? Về rồi. Là sao? Sao là sao? Sao về? Gì nó đem cháo qua cho má ăn. Nhưng mà tội nghiệp con nhỏ lắm đó nghe con. Tại đây cứ 2-3 ngày nó nấu cái gì ngon rồi nó đem qua cho má. 2-3 ngày là đem qua cho má. Thiệt, con nhỏ nó dễ thương gì đâu ha. Trời ơi, vậy mà má không chịu nói con để ra gặp Nhi. Nói con hả? Má kiếm con nãy giờ má có thấy con ở đâu. Cho nên bây giờ má ra đây má mới gặp con đây nè. Rồi, ngồi xuống đây má có chuyện nói con đây nè. Dạ, gì má? Sao má? Hôm qua đó, má có lên cô Út. Cô Út có hỏi má, chừng nào chị mới có cháu ẩm bồng. Thì chừng nào con có vợ rồi má có con dâu rồi tới lúc đó tự nhiên má có sẽ có cháu ẩm bồng thôi. Nè má hỏi thiệt con nha. Dạ. Trong xóm này á con có để ý đứa nào chưa? Dạ chưa, con không thương ai hết á. Không thương hay là thương người ta rồi không dám nói? Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Con là giáo viên mà con dạy biết bao nhiêu học trò, chẳng lẽ con không dám nói cái điều đó hay sao? Tại vì con không thương ai hết thôi. Nhưng mà con Yến Nhi, con có thương nó không? Vậy là không thương phải không? Dạ. Không thương rồi để má lên trên ông Sáu Cưỡng, má hỏi coi cái thằng con trai ổng nó lấy vợ chưa. Nếu chưa đó hả, má làm mai con Nhi cho con ông Sáu Cưỡng. Má. Tự nhiên cái má đi làm mai Yến Nhi cho người ta làm chi? Trời ơi, chuyện nhà má làm ở nhà chưa xong kìa, má đi làm mai làm gì? Nhưng mà má hỏi con có thương nó không? Dạ, thương. Anh Hiển ăn nhiều vô, ăn thử miếng sườn này đi, chị hai em nấu hết đó. Từ từ, ngon quá, món nào cũng ngon hết trơn á. Lát nữa anh ăn hết luôn. Đương nhiên rồi, chị hai em nấu mà. Cả cái rau này, chị hai rửa ăn cũng ngon hơn đó. Hiển, chị hai em không phải là chị nấu bún cá ngon đâu, nấu cái gì cũng ngon hết. Ai mà lấy được chị hai em là có phước lắm đó. Nè, ăn giùm đi nha, nói nhiều quá hà. Chú hồi lúc trước khi tía mất á, tía có kể cho em nghe về món nợ đã mượn từ Năm.
Bởi vì nhà em nó nghèo quá mà má em thôi. Em dòm lấy nước cho anh chị uống nha. Chứ có dặn là làm gì thì làm, cũng phải ráng mà trả nợ cho dì Năm. Nhưng mà em làm mấy năm nay rồi mà em không có đủ tiền. Thôi cô đừng có bận tâm cái chuyện đó. Với lại má tôi không có nhắc lại mấy chuyện đó đâu. Đừng bận tâm. Biết là dì Năm thương chị em. Ừ. Nói gì thì nói chứ cái miếng đất này nè là cũng đã cầm cho dì Năm rồi. Mà chị em tôi làm hoài à, không có đủ tiền. Em nhờ anh nói lại với chị Năm là thư thái cho chị em thêm thời gian. Tất nhiên. Cô ấy là vợ chuyện lớn lắm. Làm sao mình phải có thể cảm cô ấy được. Nhưng vì có khả năng ép người ta những chuyện lớn lắm, nó phải tin. Hiếp! Má làm cậu hết hồn. Trời ơi, con làm má mới hết hồn nè. Tự nhiên thì con đứng với con chích chân rồi làm má hết hồn cái gì. Gì vậy má? Dạ. Má đương nói chuyện con Yến Nhi với con nè mà. Thôi má ơi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Sao vậy? Có phải á là hồi trước á chú Sáu á cầm cố cái miếng đất nhà ổng cho má không? Thì đúng rồi. Hồi trước đó má của nó đó bị bệnh ngặt nghèo, gia đình không có tiền. Với lại ông Sáu á, ổng là bộ đội, ổng mới xuất ngũ. Cho nên ba nó đó mới đem miếng đất cái nhà thế cho má. Nhưng mà má đâu có nói gì đâu. Bây giờ hai chị em nó vẫn ở trên cái miếng đất cái nhà mình đó. Đó, đó là cái lý do mà con không dám nói là con thương cổ đó. Bởi vì nếu mà con nói bây giờ á, chẳng khác nào con ép duyên cổ. Cái chuyện này khác, còn cái chuyện tình cảm khác. Tự nhiên sao con nhập cục nó lên vô được vậy? Thôi, mà để mọi chuyện nó qua đi má ơi. Con nghe ông bà mình nói hả? Cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Trời ơi, bây giờ làm đám cưới liền đi hả? Cho má có cháu ẩm bồng. Nói thiệt á nha, con nhỏ này nó dễ thương lắm. Má không có muốn mất cái con dâu này đâu á. Thôi được rồi, bây giờ con hứa với má đó là từ đây tới năm 30 tuổi con sẽ cho má một đứa cháu để ẩm bồng. Má chịu chưa? Hứa thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt ha? Thiệt. Giữ lời nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Xin chào hai ông bà. Bàn của hai ông bà đã đặt sẵn rồi. Xin mời hai bà vào. Cảm ơn em. Chúc hai ông bà ngon. Cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh. Em không nghĩ là anh chuẩn bị quá kỹ càng như vậy. Tất cả vì gia đình của anh hết. Em ngồi xuống. Được ha. Mời. Dạ. Đây của anh. Anh phải ăn nhiều vào. Bỏ lỗi. Ba nghe nè con. Thì ba dẫn má con đi ăn nhà hàng đây. Phải tổ chức thật linh đình mới có quà chứ con. Ba cảm ơn con đã chúc mừng sinh nhật ba. Và ba cũng chúc con là công tác thật tốt nha. Khi nào đơn vị cho con về phép thì cha con mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trời, đâu có được. Chỗ này đông người lắm. Được rồi, ba sẽ chuyển lời. Công tác tốt nha. Rồi. Con nói gì với anh vậy? Con nó nói là muốn hôn má nó mà ở xa quá cho nên nhờ ba nó hôn giùm. Chà, con anh thật là giống nhau. Thôi, dùng đi. Dạ. Tôi tưởng anh Sáu có con trai trước mình. Không ngờ mình lại có con trai trước anh. Bây giờ anh Sáu đã không còn nữa. Anh có còn ý định làm xuôi không? Ô,
Sáu à, chúng ta phải làm cho xong khu vực này để còn bàn giao lại cho dân nữa. Ờ, tất nhiên rồi. Ủa, Hoàng Tâm ở đâu rồi? Phải gọi là đồng chí chứ, sao lại gọi là nó? Mày kêu tao kêu nó bằng đồng chí, mày cũng kêu bằng nó thôi. Nó đâu? Tâm á, bởi phía sau á. Chị nói gì vậy sao? Mừng sinh nhật anh Xui. Hai thằng dưới cưới vợ mà gọi nhau là anh Xui, thấy ớn. Ê, sinh nhật của tao hai mày phải có quà cho tao đó nha. Ê, quà mày nè. Có tao mới kêu mày ra lấy chứ. Có luôn hả? Cái gì vậy? Trời, nguyên cục thịt heo. Bảy, bữa nay thằng Sáu nó giữ thiệt, nó cho nguyên cục thịt heo nè. Cảm ơn mày nha Sáu. Trong đơn vị này á, chỉ có mày thân thiết với tao thôi. Mày mãi là đồng chí của tao. Mấy bữa nay thằng thịt heo quá. Xui da mà, có gì khách sáo. Mà nói nè, cái cục thịt này á, vừa là quà sinh nhật của mày, cũng vừa là xính lễ con trai tao đó nha. Ủa? Ủa? Cũng có cục thịt heo à, mà vừa là sinh nhật, vừa là xính lễ. Trời, khốn dữ mày. Còn kia, như con gái của anh Sáu bướng lắm đó nè. Anh đã nhiều lần gọi điện thoại, thậm chí gửi nhiều lá thư nữa. Mà kia nó về đây nó đâu có chịu. Anh phải hiểu, người ta là con gái mà, cũng phải biết mắc cỡ một chút chứ. Trở lại, ai mà có thể lên nhà đàn trai ở như vậy được hả? Nhưng mà mình đâu có ép nó lấy thằng Sơn đâu. Thì nó cứ lên đây ở đi. Thứ nhất là mình lo cho nó trước, đúng theo lời mình đã hứa với anh Sáu. Còn chuyện nó có thành vợ chồng với anh Sơn hay không, còn nghi ngờ nữa. Với lại có hợp hay không nữa chứ. Cảm ơn các bạn đã đến dự tiệc tối hôm nay. Quan trọng nhất, cảm ơn bạn Hồng Thu đã đại bữa tiệc này và tặng một cái đầm quá đẹp. Có gì đâu, tôi với bạn á, là bạn cũng rất là lâu rồi mà. Với lại á, bữa tiệc tối hôm nay á, đâu phải là Thu tặng cho bạn đâu, mà là anh hai của Thu tặng đó. À, chúc mừng sinh nhật em. Nè, chúc em sinh nhật ngày càng đẹp. Đặc biệt là phải đẹp hơn Hồng Thu nha. Không có được đâu. À, anh nói giỡn mà. À, bây giờ thì cầu nguyện cho thổi nến chứ đúng không? À. Mày đứa nhỏ nó cũng làm sinh nhật vui quá. Mời mấy bạn vô ghế ngồi đi em. Nguyệt, Nguyệt. Bạn của bà á hả? Không phải. Ủa? Ai là chủ ở nhà này? Cái bàn này mỗi bữa là của tụi tao, không ai được ngồi hết. Dạ xin lỗi mấy đại ca, đây là khách quen của tôi ạ. Quen cái gì mà quen? Anh quản lý. Không sao đâu, anh vô tính tiền đi, tôi đi chỗ khác. Tính tiền cái gì mà tính tiền, bàn này là của mình đặt mà. Cái gì? Tuyết danh hai kiến lửa à? Biết điều, đi. Em thông cảm cho để anh sắp xếp một cái bàn khác kìa. Dạ không cần, không cần. Tụi em đại sinh nhật mà, muốn đi nhiều nơi để hưởng niềm vui nhiều chỗ, đúng không? Thôi mình đi chỗ khác. Chưa có ăn cái gì hết, mình đi rồi. Nguyệt nè, mình sẽ đãi chỗ khác ha. Đại ca mà. Đại ca, nó sợ kiến rồi đó, đại ca. Đại ca, mời hai em ra quầy tính tiền. Đây, đây, đây. Đi đi. Vậy là tốt rồi. Anh nói tốt cái gì? Cậu thanh niên hồi nãy xử sự rất là tốt. Anh là lãnh đạo mà lại có suy nghĩ như vậy sao? Em thấy lúc nãy cậu thanh niên đó đã nhường chỗ cho bọn côn đồ. Như vậy có thể gọi là hèn nhát anh à? Theo anh, như vậy không phải là hèn nhát, mà là xử sự một cách khôn ngoan. Đâu phải lúc nào dùng vũ lực là giải quyết được mọi chuyện đâu em. Em thấy đó, nếu cậu thanh niên đánh lộn với bọn côn đồ này, chắc chắn người bị nguy hiểm nhất là các cô gái hồi nãy. Bọn côn đồ này sớm muộn gì cũng bị trừng trị thôi. Tranh chấp với bọn chúng làm cái gì? Em thấy thanh niên bây giờ sao mà nóng tính quá. Cứ hở một chút là kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau. Chỉ như vậy thì mới giải quyết được mọi sự việc hay sao? Mà nhiều khi toàn là những việc không đâu. Nếu như ai cũng cư xử nhẹ nhàng như cậu thanh niên lúc nãy thì chắc có lẽ xã hội này tốt hơn phải không anh?
Anh cũng mong như vậy. Hôm qua cậu hai và cô ba có tới quán để mừng sinh nhật bạn của cô ba. Rồi sao nữa? Sau đó một đám giang hồ tới giành bàn của cậu hai. Rồi thằng Trung xử lý thì sao? Cậu hai đứng dậy kêu chủ quán tới tính tiền rồi đi qua quán khác. Tôi không an tâm chút nào hết. Thằng Trung thì nó quá hiền, nó quá thật thà. Trong khi đó thì tôi quá bận biểu, không thể theo nó được. Anh yên tâm đi, lúc nào tôi cũng theo sát cậu hai mà. Và tôi đã điều tra được cái bọn giang hồ đó rồi. Nó có biệt danh là Kiến Lửa. Giang hồ cỏ thôi. Tôi sẽ bẻ càng chúng nó. Bẻ càng là sao? Em đi xa quá, em đi xa xa quá. Mấy nhỏ chạy quậy quá. Em đi đi xa quá, em đi. Đại ca Kiến Lửa, đại ca đây. Diễn biến đại ca. Nằm đây nha cưng. Bún là mình, nhà mình có bán bún cá không em? Ai người ta bán bún ở nhà? Bán bún người ta phải ra chợ chứ. Ở nhà có bán bún. Ở đây không có bán bún. Muốn ăn bún xin mời anh ngày mai đi ra chợ nghe. Ở đây đi. Bày đặt. Muốn nhầm nhòm vô xem mặt hai chị em mình mà bày đặt tới nói là mua bán bún cá. Thôi, tại bữa nay mình bán đắt mình về sớm nên người ta tưởng đâu mình đem về nhà bán đó chứ. Hay hay giờ mình bán thêm đi, bán thêm vài chục tô cũng có người ăn đó. Thôi nhiều đó thôi là mệt muốn chết rồi, bán thêm nhiều nữa rồi cái làm không ngon là mất khách luôn đó. Hay hay gắng làm kiếm thêm tiền mua xe máy cho em đi. Không được. Sao vậy? Em đủ tuổi đi xe máy rồi mà, chứ giờ hồi nào đi chơi có đi nhờ xe máy mấy đứa bạn không à, mắc cỡ gần chết. Bây giờ mà có tiền á là phải lo trả nợ cho dì năm trước rồi, muốn làm gì á thì làm. Nợ gì vậy? Tí có cầm miếng đất nhà mình cho dì năm. Mà dì thương mình cho nên là dì không có lấy tiền lời. Mà thương thì thương, mình cũng phải kiếm tiền mình trả cái tiền vốn cho người ta chứ. Khỏi trả đi hai. Sao được. Mai mốt hai cũng là con dâu của dì năm rồi mà. Thôi đừng có vô duyên. Mở miệng ra là thấy một cái viên dùng xíu não trời. Đây hai đi mua xe máy cho em ạ. À, em chở hả lên Sài Gòn bằng xe máy luôn. Tôi không có cần, tôi không đi đâu hết trơn á, tôi chỉ muốn ở đây tôi bán bún thôi. Được chưa? Thôi thì trẻ củi đi, tôi đi xuống nấu cơm. Nhiều chuyện ghê luôn. Sao anh diễn được hết trơn? Lợi dụng tôi hả? Có lợi dụng đâu, tại qua với cô phải thắng lợi chứ bộ. Hãng. Ôi, văn chữ dễ thương quá à. Dạ. Giết mẹ. Giết mẹ. Anh biết mà Vân, anh biết là em thương anh, em khóc. Nhưng mà đừng gì anh mà em khóc vậy. Anh đau lắm em biết không? Nhưng mà anh không sao, em đừng khóc nữa, em làm gì? Anh làm gì đang lãng mạn tán như trời giảng vậy? Hai tính vậy nè, em cứ ở nhà đi. Chừng nào mà cảm thấy khỏe rồi, tinh thần phấn chấn rồi thì hãy đi ra chợ phụ với hai. Vân,
Tiền Nhiệm ơi, em nấu cơm anh chờ chị Hai đi bán vậy nha. Ừ, ngày mai là phải nấu cơm cho tôi đó. Dạ. Ờ, vậy là bữa nay tôi vẫn phải nấu đúng không? Nhưng mà nè, mai mốt á, cô để ý đừng có cho dân giao du với những người lạ đó. Em cũng biết vậy, nhưng mà nó lớn rồi, em đâu có thể nào kè kè tôi nói suốt ngày được. Hai tính vậy nè, em cứ ở nhà đi. Chừng nào mà cảm thấy khỏe rồi, tinh thần phấn chấn rồi thì hãy đi ra chợ phụ với Hai nha. Thì Tiền Nhiệm ơi, em nấu cơm em chờ chị Hai đi bán vậy nha. Ừ, ngày mai là phải nấu cơm cho tôi đó. Gán. Ờ, vậy là bữa nay tôi vẫn phải nấu đúng không? Em mệt.